Măng đen thật là đẹp các bạn ạ. Mình đã đi du lịch rất là nhiều nơi. Tuy nhiên, mình vẫn có một cái gì đó nghĩ về măng đen, đó là một cái thứ rất là mới lạ. Thực sự bởi cảnh quan nơi đây nó còn quá hoang sơ đấy các bạn. Mình đi xuống những cái thành phố, những cái nơi du lịch lớn thì hầu như đã được đô thị hóa hết rồi. Chúng ta ít nhìn thấy những cái cảnh đồi núi hoang sơ, mây trôi lững thững ở bên những cái vạt rừng như thế này. Đây là ngay trung tâm của thị trấn luôn, mà chúng ta vẫn có thể chiêm ngưỡng được những cái cánh rừng hết sức là nguyên sinh như thế này. Đây là rừng nguyên sinh, kèm theo bên đây là đồi thông các bạn nhé. Bên đây đồi thông này, dưới này có một con suối, mây nó hơi nước nó tụ ở đây, nhìn mây nó lững thững ở kia đó các bạn. Thì Măng Đen thì có rất nhiều những địa điểm săn mây các bạn nhé. Ở nơi đây các bạn có thể săn mây được. Và phía xa xa kia, đỉnh kia này, đỉnh kia là cái khu vực của chùa Khánh Lâm, một trong những ngôi chùa phải nói là lớn nhất của tỉnh Kon Tum, đẹp nhất của tỉnh Kon Tum luôn. Đây các bạn, giống như cái kiểu cái thung lũng á. Các bạn nhìn xuống, thế này rất là sâu. Đó. Ở đây người ta trồng những cây chè bát độ này. Thì đường xá ở Măng Đen thì nó khá là bé nha các bạn nhé. Và mình để ý một cái đặc điểm chung của những cái nơi du lịch thì đường xá nó sẽ được quy hoạch khá là nhỏ, bởi vì người ta sẽ dành cái diện tích để cho người đi bộ này. Cái vỉa hè thì lớn, cái vỉa hè thì lớn, cái lòng đường thì nhỏ. Người ta dành nhiều cái diện tích để cho người đi bộ này, rồi xe cộ đi lại với cái lưu lượng nó cũng vừa phải thôi. Mà nó chật quá. Giống như kiểu Đà Lạt thì các bạn đi vào những cái ngày nghỉ, ngày lễ thì lên Đà Lạt nó hết sức là bí bức. Đường xá cũng tắc đường, ý như kiểu Sài Gòn hay là Hà Nội vậy. Ở đây các bạn thấy những cái thiết kế của những cái ngôi nhà nhỏ nhỏ hết sức là xinh xinh như thế này. Khu vực này ngay giữa trung tâm thị trấn các bạn nhé. Nay nhiệt độ tại Măng Đen thời tiết nó rất là thấp các bạn. Nó chỉ vào khoảng tầm 16 cho đến 26 độ thôi. Đó, nhiệt độ nó vẫn cao hơn thành phố Đà Lạt khoảng cỡ 1 độ. Nhìn nhiệt độ trung bình nhé, Đà Lạt nó khoảng cỡ 15 đến 25, và biết khoảng giữa mùa hè như thế này. Thời tiết hôm nay thì khá là âm u, không có nắng các bạn nhé. Bên đây là chợ này các bạn này, bên đây là chợ. Chợ truyền thống của Măng Đen, hay là chợ trung tâm thị trấn, hay là chợ huyện thì cũng được. Thực sự rất là thích khi chỉ cần đứng như thế này, ngắm nhìn ra những cái vạt rừng là mình đã cảm thấy rất là thú vị rồi. Đầu óc hết sức là thanh thản, không khí hết sức là trong lành, đặc biệt nữa là giữa mùa hè mà nó lại mát mẻ cực kỳ luôn. Dù các bạn ấy có đi xuống Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, những cái phố biển đấy, thì mùa này nó rất là nắng nóng. Tuy rằng là ở ngoài biển đó, thì nó cũng có cái không khí nó là thoáng và nó mát, kiểu như là nó mát nhưng mà nó vẫn nóng hơn nhiều so với lại Măng Đen các bạn nhé. Măng Đen nó vẫn lưu giữ được, vẫn là một cái vùng đất hoang sơ. Có thể rất nhiều anh chị em các bạn trên mọi miền Tổ quốc ghé qua đây một lần thì sẽ chưa yêu thích cái mảnh đất này. Tuy nhiên, nếu các bạn đã từng ghé qua đây một vài lần và đã từng ở đây và các bạn đi đến những cái nơi khác thì các bạn sẽ so sánh được những cái đặc điểm thú vị của Măng Đen, một trong những thị trấn nhỏ vùng cao thuộc huyện Lị Con Plông, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum tầm khoảng cỡ 60 km. Và hiện nay đã có quốc lộ 24 đã được thông tuyến hết sức là to, rộng, lớn. Đường rộng khoảng cỡ 15 mét, đường nhựa. Quốc lộ 24 chạy từ thành phố Kon Tum, kết nối tất tần tật các cái tuyến giao thông để đi lên Măng Đen. Đây là một cái điều phải nói hết sức là thuận lợi. Có rất nhiều anh chị khách du lịch ở những cái vùng miền ở dưới thành phố lớn ấy. Khi người ta lên đây trong cái thời điểm bây giờ thì người ta hết sức bất ngờ
về cái giao thông đi lại của thị trấn Măng Đen nó không như ngày xưa. Ngày xưa Măng Đen nó chậm phát triển, bởi một phần là do cái giao thông đi lại nó hết sức là trắc trở, cách trở các bạn. Đường xá thì nhỏ xíu xíu thôi, đường nó chỉ rộng khoảng 5 mét thôi các bạn, mà đường làm từ cái thời Pháp đến bây giờ. Bây giờ thì đã khác rồi. Một trong những cái vùng đất phải nói là hết sức là linh thiêng, tâm linh, được thiên nhiên phải nói là cực kỳ ưu đãi, lưu giữ được rất nhiều những cái bản sắc văn hóa dân tộc dân gian của những cái đồng bào dân tộc Tây Nguyên, hết sức là tuyệt vời khi các bạn lên đến Măng Đen. Thì trong cái tương lai về sau lâu dài, Măng Đen sẽ được phát triển mở rộng ra hết sức là rộng lớn các bạn. Quy hoạch về lâu dài thì sẽ bao gồm cả xã Đắc Tăng, xã Măng Canh, xã Hiếu và cái thị trấn Măng Đen hiện tại bây giờ. Nó sẽ gom bốn cái cơ sở hành chính lại để tạo thành một cái thị trấn Măng Đen to lớn. Sau này nó giống như kiểu thành phố Đà Lạt đấy các bạn. Bán kính của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30 km. Cái chiều rộng từ trung tâm đến cái nơi rìa xa nhất là khoảng 30 km các bạn nhé. Hết sức là rộng lớn. Thì theo cái quan điểm của mình thì tương lai Măng Đen sẽ là một trong những cái nơi, cái địa điểm du lịch thu hút được rất nhiều những khách du lịch quốc tế cũng như là khách du lịch nội địa, đặc biệt là những về sau này thời tiết khí hậu của Việt Nam nó càng ngày nó càng thay đổi, những cái vùng ở dưới biển thì càng ngày nó càng mất đi bởi do cái sự biến đổi khí hậu, sự nâng lên của cái mực nước biển, vân vân và vân vân. Và rất ít những cái nơi mà ở Việt Nam có được cái khí hậu mà nó quanh năm mát mẻ các bạn. Ngay cả mùa hè các bạn biết rồi, nhiệt độ cũng chỉ có 16 đến 26 độ thôi. Bây giờ đang là giữa tháng 7, trung tuần tháng 7. Là một gọi là giữa mùa hè. Ở những nơi khác thì phải nói các bạn nắng nóng cực kỳ, nhưng Măng Đen ra ngoài đường này có thể mặc áo lạnh này các bạn này. Đó. Không có mặc áo lạnh là trời nó rất là nắng nóng các bạn, nó rất là lạnh nha các bạn nhé, nó không phải như ở dưới những thành phố lớn. Tuyệt vời các bạn, chỉ cần đứng như thế này thôi, ngắm nhìn như thế này thôi là mình đã cảm thấy rất là phải nói là tuyệt vời, very 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 phải nói là very very cool, rất là tuyệt vời. Rồi, hy vọng anh chị em các bạn ở trên mọi miền Tổ quốc có một lần hay là có những cái đợt nào đó có thể ghé qua Măng Đen. Hiện nay Măng Đen du lịch thì nó cũng chưa được phát triển đúng với cái, tương xứng với cái tiềm năng. Tuy nhiên về tương lai thì nó sẽ khác các bạn, bao giờ cũng vậy thôi. Từ từ rồi nó sẽ lên thôi các bạn. Giống như Đà Lạt cách đây khoảng cỡ 70 năm. Những thập niên năm 70 ấy, thì thường thường người Đà Lạt người ta lên đây người ta cũng thấy được Măng Đen nó giống như kiểu thập niên 70 của Đà Lạt các bạn. Y như vậy. Tức là nó còn hoang sơ này, rừng nó còn bát ngát này. Đây là giữa trung tâm của thị trấn các bạn nhé. Khu vực chợ các bạn nhé, mà rừng nó bát ngát. Cái này phải giữ được các bạn, giữ được rừng. Chứ nếu mà phá hết cái này đi để quy hoạch cấp đất cấp đai để cho dân sinh sống, là cấp cho những cái farm, những cái trang trại thì nó sẽ mất hết cái cảnh quan. Nó phát triển được đô thị nhưng mà nó lại mất cái cảnh quan. Nói chung là trong cái quy hoạch thì bao giờ cũng có sự đánh đổi. Có những nơi sẽ buộc phải đánh đổi. Đánh đổi cảnh quan thiên nhiên để lấy những cái nơi làm cái khu vui chơi giải trí đô thị. Hoặc là cấp cho dân ở, vân vân và vân vân. Nhưng mà mình hy vọng Măng Đen nó sẽ giữ được như thế này. Ngày xưa thì những anh chị ở Sài Gòn lên á, người ta ví Măng Đen giống như kiểu trong những bộ phim Tây Du Ký á, Tôn Ngộ Không á, tức là người sống ở trên cõi tiên á, tức là lúc nào cũng có mây nó lững thững, mây nó lặc lờ dưới chân mình á. Đó là những cái điều người Sài Gòn, những người nơi khác người ta cảm nhận về Măng Đen. Hy vọng một người bạn các bạn sẽ đến với Măng Đen nha. Xin chào.